Có một vị hỏi rằng con ngủ không được, con niệm Phật có tội không? Thì nằm ngủ niệm Phật có tội không? Pháp Hòa mới nói hỏi Phật coi Phật có ok không? Nếu Phật không nói gì, sofa là mình quýt rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng đó, mình và bác cuối cùng bác nói là nhờ như vậy mà chúng con có kinh nghiệm, hiểu biết thêm nhiều tiếng ấy. Thành thử ra tâm chuyển là cảnh chuyển. Vì vậy cho nên nhiều khi mình muốn chuyển một con người xấu á, mình đừng có nghĩ rằng mình phải làm cái gì họ chuyển. Quyền lực không làm họ chuyển được, thế lực không làm họ chuyển được, tài lực không làm họ chuyển được, chỉ có cái đức lực mới làm được. Vì ngày xưa cổ nhân có dạy, đức giả chi bổn giả, tài giả chi mạt giả. Cái đức mới là cái gốc, cái tài là cái nhánh, cái ngọn. Đức giả chi bằng mặt, đức giả chi bổn giả, tài giả chi mạt giả, mạt là nhánh, là cành. Mà nhánh cành thì nó có thể gãy, chỉ có gốc nó mới vững. Cho nên ví dụ bây giờ mình không, mình nói tao nghe, mình biểu người ta tu, nhưng mà mình đừng có biểu ai tu hết, mình cứ tu đi. Mình tu rồi thì cái chánh báo của mình mà tốt rồi, chuẩn rồi đó, thì chánh báo mình sẽ là cái y báo của người khác. Để ta nhìn của mình, ta nói à, tu như chị này có kết quả, đi chùa 4 ngày về tôi thấy có thay đổi. Còn mới vừa bước vô cửa, trời đất ơi trời, tôi đi tu 4 ngày về nhà để một đống chén cho tôi rửa. Cái người kia sẽ nói vậy, đi 4 ngày ai làm việc nhà đây? Và khi mà mình tu, mình thấy chén chỉ là chén thôi thì mình rửa chén mình khổ. Thấy chén là Phật, năm nào cũng chờ ngày Phật đản tấm Phật hết. Vậy tại sao không thấy mỗi ngày có nhiều Phật cho mình tắm? Thấy một sinh chén là thấy một sinh Phật. Rửa chén là rửa tâm, rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Nếu mình đọc cái bài kệ đó lên thì tự nhiên rửa chén hạnh phúc. Rửa mặt là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Cho nên mình thấy đánh răng không có phiền, mà đánh răng là hạnh phúc. Có nhiều người ta vừa đánh răng ta hút gió, tại ta đánh răng giả, ta cầm răng giả ta đánh. Nhưng sao đánh răng nó khóc. Tự cái người mà có đánh răng giả hạnh phúc hơn mình. Còn mình có bộ răng thiệt mà đánh răng không được hút gió. Tự cái người mà ta không còn răng mà người ta biết nghĩ ra ta cũng hạnh phúc. Có ai hạnh phúc như tôi không? Vừa đánh răng vừa hút gió. Chờ ở trong này có một cái câu hỏi đó. Nếu mà mình thấy một cái người kia xấu ác quá, mình nổi cái tâm sân hận của mình lên, mình thấy người khác hà hiếp người này, ăn hiếp người kia, mà mình nổi tâm sân, thì vị Phật tử hỏi là bây giờ làm sao cho con bỏ cái tâm sân đó, chứng tỏ là con chưa có hiện sẵn. Đây là chúng, nếu mình thấy một cái người người ta xấu ác mà mình không làm gì chuyển người ta được, bởi vì cái thế lực ta lớn quá, quyền uy người ta nhiều quá, thay vì mình khởi tâm sân hận là mình tự khổ cho mình. Cứ mỗi một lần mình thấy cái nghiệp xấu của ta thì mình lại thêm nghiệp khổ lụy cho mình, đâu có đáng. Mà mình phải thấy cái người làm khổ cái người xấu đó, thay vì như vậy mình khởi tâm từ bi cho họ. Mình khởi tâm từ bi với cái người bị khổ và cái người đang làm khổ.
Hồi nãy đạo hữu trong này mới ghi nè, làm sao cho con có thể có được từ bi hỷ xả. Bây giờ từ hỷ xả là con không xả được, tại con thấy cái người kia xấu quá. Thì bây giờ còn hai chữ từ bi giữ này đi. Từ bi là sao? Thấy tội nghiệp cho cái người đang làm cái việc. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái mình thấy một ông vua ông ác, mình thấy ông vua ác, mình làm sao mình dám nói ông vua? Từ khi nào mình là ông quan? Mà quan mà phải có trí tuệ, phải có chánh niệm để khuyên can ông vua nữa đó. Chứ nếu không là phạm tội phi quân. Chứ đừng có tưởng mình là người dân mà có thể nói gì với vua. Cho nên có những người xung quanh mình không nói được họ, nhưng mà mình càng nói thì nghiệp lực khổ lụy giữa mình với họ càng sâu hơn. Tại vì họ là người không sẵn sàng để nghe mình lấy gì mình nói. Thôi bây giờ mình cứ lấy cái đức độ người hay hơn là lấy cái quyền thế độ. Có những người chỉ cần sống với một người chồng, một người vợ, hay một người anh, một người cha, chồng, mẹ, vợ gì đó mà khó khăn, mà cái tâm tu của họ càng phát triển từ từ điểm hết. Có những người đã thành công ở mức đó. Có một vị Phật tử vào gặp hỏi sao kỳ này đi được mấy ngày, đi có xin phép không? Thì vị này mới trả lời nói bây giờ con thoát được cái đó rồi. Hồi xưa đi là xin, cho đi mấy ngày là về mấy ngày. Mà bây giờ hồi xưa là tiền trảm hậu tấu không? Đi rồi mới gọi về nói anh ơi em ở chùa rồi. Kỳ này em đi 4 ngày với anh, mà không có mình không nói với ai. Rồi về tu đã đi rồi về tính sao. Nhưng mà nhờ cái đức tu của mình bây giờ chị, bây giờ đi chỉ cần ăn em chỉ tu 4 ngày ổng quan hệ, ổng nói nữa. Mình thấy rõ tu là chuyện, có tu là có chuyện. Mà mình người ta thấy rõ là người ta hoan hỷ cho mình đi tu. Mình đi tu vì mình có thay đổi, mình biết nhẹ nhàng hơn, mình không có chống bán người ta. Từ từ tự người ta sẽ thay đổi. Cho nên á, mình thấy một cái người mà người ta làm cái điều xấu, quý vị nhớ cái bài kệ đó không? Cho con biết khiêm hạ, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lòng. Bây giờ mình thấy cái người đó có đủ quyền uy quá, mà làm sao mình nói? Thôi thì bây giờ thay vì mình hận họ, hù họ, mà cũng chẳng dính dáng gì nữa. Chẳng qua là mình có máu anh hùng, thấy người khác bị ăn hiếp, mình tức mình hơn. Mà mình cũng không thể nào là làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay là mình làm cái kiểu gọi là thấy người ta hoạn nạn mà không ra tay, thì không phải là kẻ dũng. Nhưng mà mình lấy cái lòng thương xót, một bên thì đang trải nghiệm mà một bên thì đang tạo nghiệp, ví dụ mà. Cho nên quan trọng là cái tâm mình chuyển cảnh, tâm mà chuyển thì cảnh sẽ. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta mỗi người chúng ta là tự là chánh báo của mình. Mà một khi cái chánh báo của mình đã có rồi thì mình sẽ là y báo của người khác. Thế nào là chánh báo? Chánh báo tức là cái báo và cái quả báo mà chúng ta đang thọ nhận đây là cái chánh nhân, là cái gốc. Và cái gì nó xung quanh nó đi theo là cái phụ, chứ gọi là y. Ví dụ như á, mình á không biết ăn sầu riêng thì mình không bao giờ mua sầu riêng về ăn. Và mình sanh con mình ra, nó cũng sẽ không biết ăn sầu riêng. Tại vì mình không bao giờ mua, mình không bao giờ ăn, thì đứa nhỏ nó cũng không biết sầu riêng này. Nó có trường hợp thì mình là chánh báo không ăn sầu riêng, con mình là y báo không ăn sầu riêng. Người mà bản chất gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp là chánh báo không? Bước vô nhà họ thấy cái cách họ trưng bày dọn dẹp là hiểu được chứ. Nhìn cái y báo hiểu được chánh báo. Quý vị hiểu ý chánh báo gì báo không?
chánh báo là mình, y báo là cái phụ. Cái người mà người ta đơn giản, ta ăn mặc nhìn cũng thấy đơn giản, trang điểm nhìn cũng đơn giản. Cho nên mỗi người ai cũng có cái chánh báo của mình, và tự cái chánh báo mình trang nghiêm thì cái y báo mình. Cho nên trong kinh đó, mỗi lần mà khen ngợi Phật hay nói câu chánh báo và y báo, hai cái báo này. Ông bà nhớ có một câu chùa để một câu đối: hải khoán thà hàm thiên không, y chánh hữu vô tổng giai như thị. Chánh tính như đại địa, bất tăng bất giảm bất khả tư nghị. Đó là một câu đối của một con chùa mà Phật đi tới giảng. Thấy câu đối hay. Cái đức như biển gọi là hải đức, hàm thiên không là bao hàm cả bầu trời này. Y báo như vậy, chánh báo như vậy, trước sau sẽ như vậy, gọi là y chánh hữu vô. Có hay không thì trước sau nó sẽ lộ ra. Chứ có những vị mà người ta làm chùa rất dễ, có những người ta làm rồi, có những người làm hoài trật lên trật xuống, mà có người làm tới đâu thành tựu đó. Đó là cái phước báo của mọi người, cái chánh báo của họ thì cái y báo đó. Cho nên đó, cái phước, có phước là có tất cả. Cho nên người Hoa thật sự ra trên đời không có cái ông nào tên là ông Phước, ông Lộc, ông Thọ hết. Phước, Lộc, Thọ là ba ý niệm của người đời, và người ta tưởng tượng ra, cho nên ta tạc ra ba cái tượng đó, chứ không có cái ông nào tên Phước, tên Thọ và tên Lộc. Cái bộ đó ta kêu là Tam Đa. Đa Phước, Đa Lộc, Đa Thọ. Chữ Đa là nhiều, nhiều Phước, nhiều Lộc, nhiều Thọ. Người ta mới tạo cái tượng, cái bộ tượng, ta đem về nhà ta kinh. Mà ông Phước phải đứng đầu, tại vì có Phước sẽ có Lộc, có Phước sẽ có Thọ. Bây giờ không cần mình biết, mình nói mà tôi không tin nhân quả tội Phước. Vậy mà gặp ai sung sướng, nói cha anh có Phước quá. Không tin mà sao xài chữ đó. Nếu mà anh không tin nhân quả tội Phước, không tin là làm lầm được lành, anh nói chữ Phước làm chi? Anh thấy người ta gia đình hạnh phúc cho nên anh có Phước ghê. Anh thấy con cái ta thành tựu, anh có Phước ghê. Mà bình thường anh bán rõ ràng mình có thầm nhận. Thật sự ra mình không có Phước là không có. Ví dụ như bây giờ tiền thiệt là nhiều, đã có Phước tiền của mà không có Phước sức khỏe, bệnh lên bệnh xuống. Tiền có nhiều để mua thuốc uống không? Ta phước nó cũng có phần, ta kêu phước phần. Ta phước có phần là sao? Mỗi người có cái phước từng phần, chứ không có hiếm ai mà phước trọn. Có người có cái phước có hạnh phúc gia đình thì lại không có cái phước tiền của. Có người có phước tiền của rất nhiều nhưng mà thiếu cái phước con cái. Con cái không nên thân, ví dụ vậy. Cho nên tự mình phải cảm nhận cái phước nào mình đang có tạo thêm. Thiếu phước nào mình thiếu thì mình bồi, để kêu tu bổ. Thưa đại chúng, là mỗi ngày ai cũng thích uống một viên multivitamin, một viên thuốc bổ. Thuốc bổ từ A tới Z để chi? Uống vô nó thiếu chỗ nào bổ chỗ đó. Cho nên kêu thuốc bổ mà. Thể mình thiếu vitamin C thì vitamin C vô nó bổ chỗ đó. Thiếu chất sắt thì uống nó vô để nó có chất sắt bổ vô. Thế mình uống một viên thuốc bổ không có sao hết, tốt. Nhưng mà cái đó mới bổ ở mặt thân thôi. Chúng ta phải kiếm một viên thuốc bổ cho tâm. Mình khuyết cái chỗ nào mình bổ cho nó. À, mình khuyết cái phước à. Khen người, đa số là mình khen mình, chê người, thiếu phước thôi. Giờ ráng bỏ cái tật rồi. Bỏ cái thói quen là mình khen người nhiều chứ. Ví dụ vậy. Cho nên phước ai cũng có, nhưng mà tình mục rồi mình tự quán chiếu để mình thấy mình thiếu cái phước.
Cho nên ở đời á, nếu mình gặp được một cái người hiện hữu tri thức nâng đỡ nhắc nhở mình tu cũng là một cái phước, gọi là gặp thầy lành bạn tốt á. Và thế nào để mình biết cái vị đó là một cái vị minh sư? Thật sự khó biết. Tại sao? Tại vì có nhiều khi ở thế gian này người ta hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát, và cũng có nhiều khi người ta hiện tướng Bồ Tát mà ẩn tàng phàm phu, mà sao mình nói được? Thành thử là đặt cái câu hỏi làm sao biết ai minh sư, em đâu có dám chỉ. Chỉ mà lỡ không đúng em lãnh đạn. Nhưng mà Phật có nói một cái điều là ngay cả khi ngạ đang hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn không còn ở đời thì chúng con nương vào đâu để làm thầy? Phật nói các thầy đừng nương vào ai cả, các thầy hãy nương vào hải đảo của chánh pháp. Tại vì chỉ có chánh pháp mới là cái người dẫn đường cho mình đi đúng thôi. Còn con người khi người ta thấu được cái chỗ này mà người ta bế tắc trụ, mà mình đi kiếm một cái bậc minh sư toàn vẹn hơi khó. Nếu như ở trên đời mình quý y tăng ấy, thì mình nhớ là mình nương tựa một vị thầy mà mình cảm nhận hiện tượng trước mặt mình là vị đó có thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo. Mình nương theo một phần nào ở nơi vị đó. Mà nếu mà tốt nhất là mình nương cái gì? Mình hãy nương cái pháp mà đừng có nương người. Tức là cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Cho nên Đức Phật nói các thầy phải nương tựa nơi tự mình, phải trở về với hải đảo tự thân. Và hải đảo tự thân này chính là hải đảo chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới xác định lại mình đi đúng sai với con. Trời, có nhiều người nè, quý vị nhớ câu này: người tà nói pháp chánh, người tà nói pháp chánh. Cái người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Cái người chánh mà họ nói, cái người chánh mà nói tà pháp, tà pháp mà lọt vô tai người chánh pháp thì họ cũng sẽ chuyển tà pháp thành chánh pháp. Còn chánh pháp mà lọt vô tai người tà thì người tà cũng biến nó thành tà pháp. Trong kinh có câu đó: người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Ví dụ như mình biết nấu ăn, người ta đưa nồi cơm nhão cho mình là mình biết biến thành cháo. Mình không biết nấu ăn, người ta đưa cơm nhão mình dùng rác. Ví dụ vậy đó. Mình mà biết nấu ăn, người ta lỡ đưa cho mình một nồi cơm nguội không xài được, mình đem ra mình bóp nó ra, mình để trong cái rổ, rồi mình đem phơi cho ráo để dành làm thính. Nó xốp, nó thơm, không cần rang gạo. Vậy thử lỡ hôm nào nấu cơm nguội nhiều thì có bỏ, rải nó ra trong cái tre rồi đem phơi cho tiệm khô để dành làm thính xài. Vậy thì bây giờ cũng là ví dụ về đại chúng hiểu cái chỗ đó. Cho nên mình đi tìm minh sư, mà thật sự không ai dám vỗ ngực xưng danh tôi là minh sư, mà cũng chẳng ai dám chỉ cho mình ở đâu có minh sư. Và nếu mình đủ duyên mình gặp, mình nhận ra nơi vị đó có cái thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo thì chúng ta nương được. Còn lỡ nếu mà mình gặp một cái vị nào đó không có đúng như mình nghĩ thì mình cứ nghĩ này là gì? Đây là hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát, để tâm mình không khởi cái tâm khinh thường, mà tới tâm khinh thường là mình giảm phước. Còn nếu vị đó thật sự mà không có tu mà phá giới vậy đi, thì cái việc đó của vị đó chứ không phải của mình. Phiền hà chi chuyện đó? Thì mỗi người có cái hải đảo của mình hết rồi,
mình nương vào hải đảo chánh pháp, mình nếu mình thấy cái điều đó đúng và đây là không đúng, thì tại sao mình phải ngồi đó mình thấy cái này không đúng, cái này không đúng, nói chi đâu cần. Cũng giống như bây giờ đem hai cái pizza ra đây, một cái pizza rõ ràng là miếng thịt trên đó, mình cũng chẳng cần này thịt, ai ta cũng biết hết. Chứ không phải chỉ có mình biết này thịt. Mình không cần nói gì hết, ta đi ngang, ta tự. Cũng giống những đứa đỏ đây, nó biết bản thân nó là allergy với đậu phộng. Nó thấy chỗ nào có đậu phộng là tự nó làm sao, nó lui ghe. Mình không có cần phải nói gì hết, tự nó biết. Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho các em nhỏ, nó biết nó allergy với cái gì là tự động nó nói cho mình biết. Nó nói con allergy đậu phộng, con allergy đậu hũ. Mà nó khổ làm thầy chùa mà cử đậu hũ mới chết rồi. Mà nó cử các loại đậu hết, tất cả cái gì mà thuộc về ngũ cốc là nó cử hết. Chứ mình không làm cái gì cho nó ăn được hết. Rồi cuối cùng nó chỉ ăn cơm xào, chút tương cái gì đó mà không thể có bất cứ một cái chất gì có đậu. Mình đã nghe nó không ăn đậu hũ, mình lấy đậu kia cho nó ăn. Nhưng mà nó làm từ đậu nành nó cũng ăn luôn. Không ăn. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có cái câu hỏi là làm sao biết mình xưng. Thật sự trên đời chẳng ai dám tự xưng mà cũng không ai dám chỉ. Thì mình tự mình cảm nhận ở nơi người đó mình học được. Hồi xưa thì cổ đức có câu: đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà tìm thầy dễ lắm, tại vì ông thầy cũng giỏi là ông ở đâu nổi tiếng, cái phật tử đệ tử cũng kéo về kiếm. Mà người thầy muốn kiếm một đệ tử chân truyền thì sao, khó lắm. Trong một biển đệ tử biết tìm ai? Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Cũng giống như là vua vậy, con cũng vậy, mà nhiều khi ông không kiếm được một cái người con nào để truyền ngôi, cuối cùng phải tìm một thần dân nào đó để truyền. Con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ cho con. Cốt thân nhân không để lâu trong chùa, vậy bao lâu đem rải cho? Tùy mình. Đâu có cái quy định là mình để bao lâu. Bây giờ nói cái vụ rải cho. Thưa đại chúng, là có nhiều vị ra thắc mắc là chết chôn tốt hay thiêu tốt. Thật sự ra chôn thiêu gì cũng được hết. Trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Con người khác với con vật. Con vật chết rồi không ai chôn, nó nằm đó và tự những con thú khác tới chia sẻ. Con người thì phải tìm cách thanh toán cái xác chết khi người đó không còn nữa. Thì bây giờ ở trong cõi người có 5 cách để giải quyết cái đó. Một là chôn, gọi là an táng hay là hổ táng. Hai là đốt, gọi là hỏa táng. Ba là đem bỏ xuống sông, gọi là thủy táng. Bốn là đem bỏ vô rừng, gọi là thi lâm táng. Năm là chặt ra cho chim ăn, gọi là điểu táng. Ở bên Tây Tạng á, là cái vùng núi, người ta không có đất để chôn mà cũng không có cây rừng, thì ở bên Tây Tạng buộc lòng phải chặt cái xác chết ra từng khúc rồi đem rải ở trên đó, rồi con gì nó ăn được thì nó ăn, cái gọi là điểu táng. Thì bây giờ có 5 cách để giải quyết. Hỏi là cái nào tốt, cái nào gọn gàng, sạch sẽ, thuận lợi cho mình là tốt. Cũng giống như bây giờ mình thiêu đi. Rồi bây giờ thật sự thiêu thì mình kêu là cát bụi trở về với cát bụi. Chôn thì cũng trở về cát bụi, nhưng mà nó thiết long thang. Còn thiêu thì nó mau lắm, 6 tiếng là nó xong. Rồi thiêu rồi cát bụi trở về cát bụi, nhưng mà cũng tiếc, xin hữu cát với về cất chút. Rồi cất ở chùa, cất ở nhà, hay thậm chí mướn mấy cái chỗ để. Một thời gian sau, mình phải giải quyết là đời mình thì mình còn đi thăm viếng, chứ còn con cái của mình, cháu chắc đời sau chắc gì nó thăm. Nhiều khi chùa nó còn không tới nữa, nó rảnh đâu, nó đi kiếm cốt ông ngoại ông nội nó để đâu. Thì thôi bây giờ trước khi mình đi á, mình giải quyết cho nó rồi để mình yên lòng. Mình ví dụ bây giờ mình
con mình, cháu mình là mình không biết, là nó chắc chắn là bây giờ mình còn sống nó còn thăm, thì huống chi cái hũ nó đi thăm. Rồi thì bây giờ trước khi mình mất cho mình giải quyết đi, mình kiếm cái chỗ cái sông nào mình rải cho rồi để mình yên lòng. Thật sự ra mình không giải quyết thì chùa cũng để đó thôi, nhưng mà mình sẽ cảm thấy là mình còn vướng bận người thân ở đâu đó, thôi thì mình rải cho trong vào gọi là thủy tán cho rồi để mình nhẹ lòng, mai mốt mình có trăm tuổi thì cũng không có gì phiền hà. Và thậm chí tới mình cũng dặn luôn, con giữ má 3 năm 4 tháng gì đó rồi con rải đi cho con khỏe, con có mua phi những tiểu bang khác thì con khỏi phải lo. Vì ở cái thế giới này, cái mức độ này nó vậy thì mình phải như vậy. Và ngày xưa người ta nói đó, ai chết trước động mồ động mã, ai chết sau thì rã thi thi. Nó có hai cái ý. Một là chôn nhiều quá hết đất, rồi chính phủ giải tán bắt mình phải lấy cốt đó. Ai chết trước động mồ động mã, giờ tao cho chôn nữa buộc lòng phải. Ai chết sau thì rã thi thi, không còn đất chôn. Có những vùng đất ở hải ngoại này á, là cái quốc gia nó quá hẹp lắm, và mình không có được mua đất vĩnh viễn. Mỗi một miếng đất mua chỉ có giá trị 20 năm. Sau 20 năm người nhà phải lên ký giấy mua trở lại miếng đất đó, có trường hợp như vậy. Cho nên nếu quý vị không giữ cái cốt nữa thì quý vị có thể giải cho, không có sao hết, không tội lỗi gì hết. Vì mình cần phải giải quyết. Mà nếu chính bản thân mình muốn giải quyết cũng được. Sau khi má mất rồi 49 ngày xong con rải, con rải xong cho xong để con khỏi phải lo gì nữa. Mà má cũng muốn nhẹ nhàng, ba cũng muốn rảnh rang. Hôm qua giờ cứ nhiều giấy di chúc lắm. Mấy bác ở trên chùa là bác nào cũng làm tờ di chúc cho hôm qua. Cho nên hôm qua là nặng gánh giang hồ. Bác nào ở trên chùa giờ thấy mình có bác thì không còn con cháu, có người thân có bác thì thấy con cháu có vẻ thờ ơ quá, thôi mấy bác làm sẵn giấy tờ, có bác thâu thẳng cái tiếng của mình trong băng trong dĩa để lại. Má có 100 tuổi bất cứ việc gì con cứ lên nói thầy Phong Hòa phải lo hết cho má. Cho nên bây giờ em mà không biết đổi số phone gì nữa đây, số nào cũng kẹt, thôi đổi 911 cho rồi. Con có duyên đi chùa tu học nên chồng con bạn bè đem tặng nhiều DVD, CD. Mà bây giờ con không còn nhà để cất giữ lại, con phải làm sao? Đem vô chùa. Không phải riêng CD là ngay cả kinh sách. Nếu mình không có đọc nữa hay là mình muốn chia sẻ với người khác thì mình mang đến, mình đưa vô chùa, chùa sẽ có cái chỗ nào đó để cho người khác thỉnh. Và thật sự ra đến một lúc nào đó cái xã hội nó tiến hóa và cái DVD nó cũng không còn gọi là áp, nó không còn thông dụng nữa thì mình có thể recycle, đâu có tội lỗi gì. Ví dụ một quyển sách, một quyển kinh mình in chặt, mình in nó không đúng, cái nhà in người ta in nó không đúng, thì khi mà người ta in, đâu có một quyển kinh nào in ra là nó đúng đâu. Mỗi một quyển kinh một nhà in ta nhận cho mình ta in đó. Trước đó là ta cũng đã phải hủy mấy chục cuốn, tại vì in nó trật, nó có thể nó xéo, nó lem gì đó, thì buộc lòng cũng phải recycle. Tức là khi chúng ta sử dụng nó mà không bằng cái tâm khinh xuất thì là không có lỗi. Ví dụ như bây giờ mình nằm nghe kinh, có nhiều người nó nằm nghe kinh tội. Thật sự ra nếu mà mình bệnh, mình không thể ngồi mà mình phải nằm để nghe kinh, mình đâu có nằm bằng cái tâm khinh xuất đâu mà là lỗi. Vì cái thân thể mình không đủ sức để mình ngồi thì mình phải nằm thôi. Mà nếu mà nó là nằm không được nghe thì dĩ nhiên người bệnh sẽ không được nghe kinh. Cho nên đặc biệt trong nhà Phật, các cái điều mà chúng ta thấy á, chúng ta có kính trọng, nhưng nếu đến một lúc nào đó nó không cần thiết phải cái đó thì chúng ta làm mà bằng cái tâm chấp nhận, chứ không phải là mình khinh thường mình làm.
con có một thắc mắc của người bạn như vậy, thỉnh cầu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần thì Ngài đồng ý, ý nghĩa như thế nào? Cái này là chịu chết. Thì bởi vậy, nhưng mà theo Pháp Hòa đó, có lẽ vị này đọc trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn nói cái nghĩa sâu mộng. Đức Thế Tôn mới nói thôi thôi, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa. Và bởi vì cái pháp cao siêu thì không thể tự mà mình nói được, mà phải người ta thỉnh cầu mình mới nói được. Tại vì nếu người ta không cầu mà mình cho đó, cái đó gọi là vọng cao. Cho nên quý vị xin thọ giới phải thỉnh sư cầu xin được nhận giới, chứ sư không thể tự truyền. Nếu quý vị có lòng thỉnh thì quý vị mới hết lòng nhận giới. Còn mình không có tâm cầu thỉnh thì mình đâu có mở lòng mình nhận giới. Ví dụ như quý vị phát tâm quy y thì quý thầy mới làm lễ quy y. Còn mình không muốn quy y mà ai đó xách mình vô, nhét mình vô chỗ này nó quy y đi để cho nó trống, để cho nó đầy chỗ hút. Mình ngồi đó mà tâm mình không có mở lòng thì mình đâu có tiếp nhận được. Cho nên người ta nói cái câu vậy nè: hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta có mời mình mới tới, người ta không mời sao mình tới được. Thì ở đây cũng vậy, có những điều mà mình phải thỉnh Phật thì Phật mới có thể nói, mà không phải thỉnh một lần. Giống như Ngài Di Mẫu của Phật, Maha Ba Xà Ba Đề, bà đến xin Đức Phật xuất gia, đâu phải Phật nhận liền nữa, phải vài lần cầu thỉnh. Tại sao Phật làm vậy? Thứ nhất, vì bà là một đương kim hoàng hậu, nếu bà tới bà muốn tu mà Phật nhận liền, e nó có hai sự việc xảy ra. Một, người ta sẽ nói Phật tiên dị, dòng tộc bà con vô cái ok liền. Còn mình tới phải dò la đủ thứ. Thứ hai, nếu bà là một hoàng hậu quyền quy đang ở trong triều mà vô tu mà Phật nhận, liệu bà có làm quyền trong giáo đoàn của Phật không? Cho nên có một cái việc làm của những bậc tuệ giác tâm phàm mình không thể thấy được, mà mình cứ trách không. Cho nên nó chư tổ cũng nhắc chúng ta: thánh ý năng thâm phàm tâm năng chắc. Cái thánh ý, cái ý của bậc thánh nó cao sâu lắm, lấy cái tâm phàm làm sao mà trách nhiệm được chỗ đó. Thánh ý cao thâm phàm tâm năng chắc. Rồi khi mà còn không cho bà xuất gia rồi, bà cùng với 500 cô thể nữ cạo đầu đi bộ đến chân chảy máu, đứng ở ngay cái góc tịnh xá. Ngài A Nan đi về thấy trời ơi, tự nhiên Di Mẫu bữa nay đổi style hết rồi. Ngài A Nan đâu biết chuyện gì, what happened, chuyện gì xảy ra? Thì bà mới nói: tôi xin Phật chúng tu mà Phật không cho, tôi buồn tình quá, tôi làm trước. Ngài A Nan nói: để đó con, vô sinh Phật cũng đâu chịu. Nói riết cái Phật mới nói: thôi thầy đi mời, thầy A Nan mời Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đến đây, tôi cần nói chuyện với hai thầy. Hai thầy vô, Đức Thế Tôn mới nói: bây giờ Di Mẫu muốn xin tu với 500 cô thể nữ, các thầy nghĩ. Bàn tới họp lui, cuối cùng ra một quyết định là lập nên bát tịnh tăng, để cho các vị tỳ kheo ni tuân giữ, nếu đồng ý thì tiếp nhận. Nhưng mà quý vị cũng không thấy được cái thâm ý ở phía sau, tại sao bát tịnh pháp không có mặt. Tại vì cái thời đó ở Ấn Độ có một bộ luật tên là luật Manu, mà cái luật đó là xem thường người nữ, coi người nữ không ra một cái vai trò gì trong xã hội. Thì Đức Phật phải lập một cái gì đó để cho bộ luật đó nó không có tác dụng được trong cái giáo đoàn nữ của mình. Thì trong đó mới có một câu là: dù người nữ tu 100 năm cũng phải kính trọng một thầy mới tu, dù chỉ một ngày. Nghe như vậy là nữ đâu là Phật trọng nam kính nữ, nhưng mà lúc đó Phật phải cứu vãn cái tình thế
nếu mà không có câu đó thì luật manu nó chi phối. Cho nên mình phải hiểu được cái tâm của Phật, cái hoàn cảnh của Phật trong lúc đó thì chúng ta mới biết thương Phật. Còn không thì chúng ta hậu sao và chúng ta cứ chấp. Ngay cả Đức Phật mà còn trọng nam khinh nữ, ngay cái câu đó Đức Phật mới nói là các vị tỳ kheo ni không được an cư mà không có chư tăng. Tại sao? Nếu mà ni mà ở một cái nơi mà không có người nam bảo hộ thì bộ luật đó sẽ xâm chiếm. Những cái thế lực hay những cái tên mà gọi là ác bá đó sẽ xâm phạm vào cái đoàn thể của người nữ này. Cho nên có chư tăng ở bên để cho họ biết rằng cái nhóm người nữ này được bảo hộ bởi một nhóm người nữ. Cho nên tất cả những cái điều đó nó đều là những cái điều mà bảo hộ cho người nữ bằng một cái ngôn ngữ khác và một cái cách trình bày khác. Cho nên mình phải hiểu daddy của mình thì mình mới có thể thương daddy được. Cho nên thỉnh ba lần là vậy. Giống như con mình mà xin đi chơi sức mấy mà nó xin lần mình cho, xin lần nó cho nó lợn mặt nó sao? Không, nó phải năn nỉ cuối cùng nó nói má cho con đi cuối tuần này con ở nhà. Hay là mình phải đặt một điều kiện với nó. Ví dụ như vậy. Mà con cái mà nó xin mình đi chơi 5 lần mình chỉ say yes 3 mà phải say no 2. Chứ 5 lần yes hết lần mà cũng không thể 5 lần thôi. Tại vì như vậy không phải là cái cách. Thôi đừng đem thánh chỉ lên. Phật tử chúng con đã quy Tam Bảo, thọ Bồ Tát giới hoặc đang xuất gia gia viên thì lễ lại bàn thờ vong linh, hương linh như thế nào? Mấy lại đối với bàn thờ vong linh trong chùa đều có hình Phật A Di Đà hoặc Bồ Tát Địa Tạng treo trên cùng thì lại thế nào? Có vị thầy nói rằng nếu đã quy Tam Bảo rồi thì không nhất thiết phải lại bằng vong, lại Phật là đủ. À, bây giờ mình giải quyết câu trên trước. Đấy, bây giờ ở trên bằng linh ta thờ Phật rồi thờ Bồ Tát rồi mình lại sao mấy lại? À, bây giờ nếu mình lại nó mô gì Phật lại này cho Phật nè. Đó là mô cắt dông lại này cho dông. Nói cho rõ ràng hả? Thì thưa đại chúng là tất cả cái hình Phật Bồ Tát mà để treo trên đó là biểu tượng là ví dụ Bồ Tát Địa Tạng hay Đức Di Đà, thì thường mình có quan niệm là Đức Di Đà tiếp dẫn, Ngài Địa Tạng tiếp dẫn. Nhưng mà cái bàn thờ đó mình gọi chính là bàn thờ vong thì mình lại theo vong thôi. Thì mình lại theo vong thì bây giờ lại người mới mất hai lại, lại người chết mà chôn rồi bốn lại, còn lại ông già này ba lại. Lại Phật ba lại. Ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Bàn vong mà lại bốn lại là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, tức là nội cha mẹ bên nội, cha ông bà, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, hay là nói là bốn cái ơn trong đời mà chúng ta nhận lãnh. Còn hai lại là tượng trưng cho nhị đế, tức là giữa tục đế và chân đế, hay nói cách khác là âm và dương. Ví dụ bây giờ cái người đó họ mới mất, trên nguyên tắc là chết rồi, tức là người âm, nhưng mà chưa chôn thì họ còn ở cõi đời nên là dương. Cho nên người mới chết mình lại hai lại. Nhưng mà rồi nói vậy thì có phải trong kinh quy định chuyện đó không? Cái này là truyền thống văn hóa của nhân gian Việt Nam mình. Và đạo Phật có một cái đặc biệt là đi đến quốc gia nào không bao giờ chống bán với văn hóa truyền thống của quốc gia đó.
mà biết hội nhập với truyền thống quốc gia đó, và chẳng những vậy mà còn đóng góp nhiều ý nghĩa hơn nữa để cho cái tập tục đó nó mang nhiều ý nghĩa thâm sâu hơn. Người Phật tử chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta cúng mà không khổ, còn không là cúng tới đâu khổ tới đó. Ăn cái gì mà ăn dữ, cúng 5-7 món ví dụ vậy đó. Cái vấn đề cúng kiến là chỉ là nó là phong tục của Việt Nam, nhưng mà đạo Phật thấy không, cái đó nó không có gì lỗi, và hội nhập được với văn hóa cúng kiến đó mà biết đem cái giáo pháp vào trong đó để chỉ dẫn để chúng ta. Còn vấn đề mình mà quy y Tam Bảo rồi mà không lại linh đó, nó cũng đúng. Bởi vì người quy y Tam Bảo là chúng ta quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, còn lại đây là biểu tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ ông bà, chứ nó có là quy y gì đâu. Ví dụ bây giờ á, không lẽ Pháp Hòa nói tôi quy y Tam Bảo rồi tôi không cần chào ai hết. Tại sao lúc mình quy Tam Bảo người ta sống sờ sờ gặp chào muốn chết luôn, vậy mà ta chết rồi không lại? Nó có đúng. Cái chào trong xã hội này giống như là một cái điều mà mình tỏ bày cái sự cung kính lẫn nhau khi mình gặp nhau. Ví dụ bây giờ một vị hòa thượng mình gặp thì theo cái lễ là mình chắp tay mình kính và con bạch hòa thượng. Không lẽ hòa thượng không chắp tay với mô Phật chào đạo hữu? Không lẽ hòa thượng ngoảnh mặt đi chỗ khác? Mình nói hòa thượng sao? Mình chê hòa thượng sao? Chỗ hòa thượng kỳ không? Tôi chào ông chào lại. Thì ở trong cái đời này mình gặp nhau là mình chào. Thì ông bà tổ tiên đã mất thì mình lại có sao? Lại là tỏ lòng cung kính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, một cái gia đình Phật tử đó ta quy Tam Bảo hết rồi, từ trên từ lớn tới nhỏ quy hết. Rồi ông bà nội ta chết, không lẽ nó con quy Tam Bảo hết đứng bên hết thì khỏi lại. Rồi mình ra mình đứng cúng ngay gia chủ tụ gì nguyện hương lễ ai lễ. Không lẽ bắt mấy Phật tử bắt người nào vô lễ? Không có đúng. Không có make sense. Cái chuyện mình lễ lại đó là bày tỏ lòng kính trọng. Đây trong này cũng có câu. Người bạn nói tại sao phải lại Phật? Người bạn đó nói là Phật không kêu chúng ta lại, mà muốn chúng ta thực hành lời dạy của Ngài hay giáo pháp của Ngài. À, con thì không có hiểu biết nhiều nên không có giải thích được câu nói trên. Đúng rồi, Phật đâu có biểu mình lại. Nhưng mà ai mình tự lại hay Phật biểu? Mình tự lại. Mình lại này là để tỏ lòng biết ơn. Chứ Phật có biểu mình đâu. Tại sao chúng ta vẫn tạc tượng Đức Trần Hưng Đạo, Đức Vua Lý Thái Tổ, mà chúng ta trưng hoặc là những cái vị mà có công với xã hội, với quốc gia, thì chúng ta tạc những tượng của các vị đó gọi là để tưởng niệm. Thì Đức Phật là một người đã cho chúng ta một con đường tu tập, một con đường an vui giải thoát thật sự. Chúng ta có tạc cái tượng của Ngài để biểu lộ sự kính trọng của mình. Ai mà không biết lại cái tượng, ai biết. Nhưng mà bởi vì mình lại như vậy để tập cho mình có một cái tâm khiêm cung và biết lòng, biết nhớ ơn. Tượng chỉ là một biểu tượng. Ai không biết cái tấm vải mà phải chào. Vậy mà hãy cái lá cờ dương lên, một bản nhạc chào cờ đưa hát lên, thì hàng ngàn, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người phải đứng nghiêm túc để chào cái tấm vải đó. Đó là tấm vải mà mắc gì chào. Nhưng mà trên tấm vải đó của đất nước, của quốc gia. Cho nên cái tượng Phật đó, cho nên cái tượng Phật đó là biểu tượng. Chứ còn Phật không biểu chúng ta phải chán hơi chán. Em là vì sao chán?
tráng mà tráng cũng vẫn lên. Thôi giờ giải quyết của ba câu của bác Tâm Tráng là mấy vị này mà không được trả lời là kiếm mà tráng kia đã trả lời. Thì cho nên quý vị nào đã quy y rồi, mình có lại ông bà cha mẹ cũng là cái điều không có gì sai nữa. Đó là biểu tượng, biểu tỏ cái lòng biết ơn của mình. Giờ mình có lại, không lại ông bà cũng có nói gì đâu. Mình có nói gì nữa đâu, nói có nói được nữa gì đâu. Kính thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích ngộ vô sanh nhẫn. Thưa đại chúng, chữ nhẫn là chúng ta phải nhẫn nại, chịu đựng. Hay là nói cách khác là chúng ta chấp nhận. Nó có rất nhiều những cái phương pháp để nhẫn, nhưng mà đại thể gom lại có ba cái chánh. Thứ nhất là sanh nhẫn. Sanh nhẫn nghĩa là chúng ta đang sống giữa con người với con người thì chúng ta nhẫn nhục con người với nhau. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Pháp nhẫn gọi là hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như cách đây tuần mình phải nhẫn mưa đá, trời lạnh, phải không? Rồi đến hôm nay thì mình phải nhẫn với cái nóng. Mình đến cái khu vực đất này mình tu, khi mà cơ sở nó chưa đủ thì mình phải pháp nhẫn với hoàn cảnh chật chội, chỗ ngủ khó khăn, muốn đi giải quyết sanh tử mà phải xếp hàng. Đó là pháp nhẫn. Rồi ta trong này nó ngọt quá, thôi để đi dạo bộ ra ngoài ngắm trăng cho nó đẹp. Trăng ở trên kia đẹp mà dưới này nó hôi quá chịu không thấu. Thì cũng phải pháp nhẫn. Pháp nhẫn nghĩa là hoàn cảnh. Mà có những cái hoàn cảnh chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh đó, mà nếu chúng ta buồn phiền thì chúng ta khổ, mà chúng ta nhẹ nhàng với nó thì chúng ta vui. Bởi vì no choice. Vì con cá là ở trong cái lò nước đó, nước ít thì nó phải sống theo nước ít, nước nhiều nó phải sống nước nhiều, không có nước là nó chết. Thì nó phải ngáp ngáp và nó nói có còn hơn không, có còn hơn không. Nó làm gì giờ? Rồi quý vị, rồi bây giờ đến cái mức thứ ba nè. Đến cái mức thứ ba gọi là vô sanh nhẫn. Nghĩa là không cần phải khởi một cái tâm niệm gì để nhẫn hết, mà mọi việc nó đã như thị như thị. Các pháp nó như vậy thì nó là như vậy thôi. Ví dụ như mình nói mình đi qua Ấn Độ, lọt chân qua tới Ấn Độ rồi, bữa cơm nào cũng có cà ri hết thì phải vô sanh nhẫn à. Ngồi xuống phải thấy cà ri cho nó, tại sao cà ri? Các pháp như thị, Ấn Độ là cà ri. Thấy cà ri thấy Ấn Độ. Quý vị không thấy Phật bắt ấn sao? Hỏi thầy ơi con tụng kinh bắt ấn gì? Bắt ấn gì cũng được, còn cái Ấn Độ chưa bắt. Thấy Phật bắt ấn, nói thầy ơi con thấy Phật bắt ấn thì tụng chú Đại Bi bắt ấn gì? Phật đã bắt Ấn Độ. Quý vị lưu ý ha. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Ví dụ như bây giờ mọi ngày nào đi làm cũng gặp một cái người khó chịu hết, rõ lẽ ngày nào cũng phiền não với cái người đó mà không thay đổi, mình nuôi cho là phải làm việc với họ thì tốt hơn hết là vô sanh nhẫn. Họ nói gì mình cứ ngồi nghe thôi, mà mình nói lại là có chuyện thôi, họ nói chuyện xong là xong. Việc của mình làm thì họ làm,
và thậm chí mình làm việc với họ là chẳng qua công việc chứ không có gì việc. Con xin thầy từ bi giải thích tự Bồ Tát Quan Âm tứ diện trước chùa. Cái này Pháp Hòa có nói rồi một lần ở trong cái khóa tu giống vậy, nhưng mà đại khái thật sự ra đó thì tất cả đã những cái tượng Bồ Tát là do chúng ta tạo để mang một cái ý nghĩa. Bốn mặt là tượng trưng cho từ bi hỷ xả, hay là tượng trưng cho những cái đức tính của một vị Bồ Tát. Ví dụ như cầm cái viên ngọc là thí vô úy, cầm cái cây như ý là cho mình sự như ý, cầm cái bình là thí dược cho thuốc, ví dụ vậy gọi là cứu bệnh đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát biểu tượng một cái hình tượng, nó biểu tượng cho một đức tánh tu hành. Một câu nữa rồi mình nghĩ. Xin giải thích cho con rõ về công án thiền của Ngài Nam Tuyền Trảm Miêu. Tức là Ngài Nam Tuyền chém con mèo á. Thật ra con không hiểu công án này đã lâu, giờ xin thầy giúp con. Bao lâu nay không hiểu, và bình thường thì thôi hôm nay không hiểu được cũng tốt. Biết đâu hiểu rồi kiếm mèo trảm sao. Thưa đại chúng, đây là một câu chuyện mà Pháp Hòa nhớ và cũng đã dạy, dạ, trả lời câu hỏi này mấy lần rồi. Có một hôm đó là chư tăng trong một ngôi chùa hai bên đó tranh giành một con mèo với nhau, thì gây cấn cũng khá nặng. Thì Ngài Nam Tuyền là sư phụ đi về tới, Ngài biết được cái chuyện là chư tăng giành con mèo, thì Ngài mới cầm con mèo lên, Ngài mới hỏi rằng nói cho được thì ta tha con mèo, nói không được thì ta giết nó. Ý Ngài muốn nói rằng các thầy là người tu, cái gì cũng bỏ hết mà giờ không bỏ được con mèo, vậy thì các thầy nói tôi nghe đi, các thầy tu vì cái gì? Thì không ai nói được. Thì Ngài là một vị thầy, nói sao phải làm vậy, cho nên nói giết là phải giết. Nhưng mà giết con mèo để làm gì? Để cảnh tỉnh cho tất cả chư tăng ở đó biết rằng vợ con không có, chó mèo cũng không. Mà giờ giành mèo là giành gì? Ở ngoài đời nó ôm mèo đã đành, các thầy tu mà cũng giành mèo là sao? Cho nên buộc lòng Ngài phải giết con mèo. Chiều lại, một người đệ tử thân tín của Ngài đi về tới, Ngài kể câu chuyện y hệt như vậy. Thì kể xong, người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra cửa. Thì Ngài Nam Tuyền mới nói phải hồi chiều ông về kịp thì con mèo này được cứu. Tại sao người đệ tử lại lấy chiếc dép để trên đầu? Bởi vì theo thông thường á, dép là phải mang dưới đất. Mà hôm nay dép mang trên đầu thì người đệ tử đồng cảm với thầy. Lẽ ra mình tu mình không sát sanh, nhưng hôm nay thầy phải làm một cái việc ngược đời và thầy sát sanh. Nhưng mà cái sự sát sanh của thầy để thị tỉnh cho mọi người thì điều đó không có. Quý vị hiểu được. Có nhiều khi mình thấy một người mẹ tán đứa con bàn tay, đó là hành động của ác. Nhưng mà cái tán bàn tay đứa con á, với mẹ nó tán nó, với mình tán nó, hai cái tâm nó khác. Mình tán nó là tại vì mình giận tức nó, còn người mẹ tán nó là có ẩn chứa lòng từ bi, vì thấy con mình thương mà không nỡ để nó thương, phải tán cho nó tỉnh.
trên cùng một hành động mà hai tâm niệm. Mình đánh một con vật có thể là tại vì mình bực bội nó dơ giấy, nhưng Đức Thế Tôn cầm cái cây quất cái con nai kế bên, vì không phải ngài bực nó mà ngài đánh cho nó sợ nó chạy, vì ngài thấy cái tên thợ săn đang đi tới. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha, giờ về trả miêu nữa nha. Thôi giờ giải quyết câu bà Tráng đi. Cho cốt cha mẹ lâu năm đem thủy tán, có bị bất hiếu không? Có không? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hoàng có nói đó, mình muốn để hay muốn giữ đó là tùy mình. Nhưng mà bởi vì nếu chúng ta cần giải quyết để các con cái sau này nó không bận lòng phải lo, mà mình cũng không bận lòng là vì mình biết nó sẽ không lo, thì mình giải quyết thôi chứ không có gì bất hiếu hết. Thật ra đó, như nãy mà nói, trong các loài động vật, con người là động vật tối cao, thì con người thường có nhiều cái suy nghĩ để làm gì, để giải quyết. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là con vật nó có dục không? Nhưng mà nó có cần đám cưới không? Nhưng mà con người mình thì nó khác, vì con người mình tối cao hơn nó. Trước khi nam nữ gặp nhau để đi những cái chỗ xa hơn, phải có cái lễ cưới để nó hợp pháp. Thế thôi. Thì ở trong cái trường hợp này cũng vậy, nếu mình nằm chết đó không ai làm gì thì nó sình, nó hôi lên, thì nó ô nhiễm, nó bệnh tật tùm lum, thì buộc lòng phải giải quyết. Còn giải quyết như thế, ví dụ đi, mình để cái gì chút lại là mẹ chết phải đem về Việt Nam làm đám cho lớn, càng tây càng ta cho đủ, con bên này đi làm không đủ tiền, nội cái thủ tục trở về Việt Nam là 30 ngàn, rồi đem về bển, rồi càng tay càng ta làm rình rang cho nó, rốt cuộc rồi cũng chôn dưới thiên. Không đơn giản thì cũng hổ, mà rình rang thì cũng hổ, thì thế thôi. Bây giờ quý vị thấy là cái trường hợp đó là như vậy, cho nên không có cái vấn đề bất hiếu. Bất hiếu hay không là lúc sống mình đối xử với cha mẹ sao thôi, chứ còn cái chết xong rồi mình cũng giải quyết sao. Nếu mà mình không có khả năng, mình nói mẹ ơi con có khả năng, không lẽ mẹ làm gì nó đi mượn đi không? Làm gì làm, miễn làm đám cho mẹ lớn là được. Vậy chứ có hiếu đâu đúng. Hay là bây giờ mình thấy có những người con á, cha chết mẹ chết, vô chùa làm trai tăng cúng dường kinh kinh bố thí. Còn một người con đãi tiệc linh đình, mua nhà lầu, xe hơi, đủ các loại visa, laptop, iPad, iPhone, đốt quá trời cho mẹ luôn. Ở đốt chi vậy con? Đốt cho mẹ con xuống dưới ở. Mà đi chùa cầu cho mẹ con siêu. Đi chùa tụng kinh cầu siêu cho mẹ lên chảnh ở, mà đốt nhà cho mẹ xuống dưới ở. Vậy là mình muốn sao? Mà thường thường có trường hợp nó xảy ra không? Chết là lên chùa cầu cho mẹ con siêu, hay là ba con siêu, mà nhà cửa đốt quá trời quá đất. Hỏi đốt gì? Đốt xuống dưới ở. Này ở đây nè, ngay cái thế giới ta làm này, ở housing mà còn không dám bỏ lâu nữa, chứ đừng nói nhà tiền của mình. Đi sợ mất của. Nhà thì của chính phủ, mà của lại trong đó của mình. Một cái nhà mình có, mình giữ. Cho nên không có cái gì gọi là bất cứ. Tôm cá có ăn không? À, tức là bỏ xuống sông rồi tôm cá nó có ăn không hả? Cái đó phải hỏi nó chứ sao hỏi em. Trời thật ơi. Em làm với em là tôm với cá. Em rảnh quá em đi theo rình tụi nó để coi nó ăn cái gì. Bây giờ mình giả dụ, giả dụ bây giờ con cá hay con tôm nó ăn cái xương cốt của người chết, mình nói ví dụ vậy đi, rồi mình nói mình không ăn,
nó ăn xương cá của nó, ăn xương cốt của con người mình không ăn, mà nó ăn luôn cả xương thịt của con vật khác mình cũng nuốt hà rập, có sao đâu. Nói chi chuyện đó, đây mình cũng nuốt biết bao nhiêu ra sao mình không nói. Ngại chi một con tôm con cá nó phải nuốt nhầm của mình. Mà nếu mà nói cho đúng ra là kiến ăn cá, cá ăn kiến thôi. Mình ăn nó thì giờ tới phiên mình nó ăn lại quệ. Thắc mắc gì? Pháp Hòa nói vậy quý vị nghĩ có phải không? Cái thân mình hàng ngày nuốt bao nhiêu mạng, cả đời của mình ăn bao nhiêu con tôm, ăn bao nhiêu con cá. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị nghĩ cái câu đó, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Lúc lâu lâu mình nghe cái tiếng kêu nó mình giật mình. Thì cho nên mình, cái chuyện mà nếu mình phân tích thì là nó như vậy. Ví dụ bây giờ thả nó xuống, mình thả cốt xuống mà nó có nuốt nhằn đó thì cũng tốt thôi, nó ăn con vật nó phải kiếm cái gì để nó sống. Bây giờ nó không ăn xương cốt của mình, hàng ngày nó cũng kiếm những con vật nhỏ hơn đó, nó nuốt đó. Chẳng hạn cái thân mình đây cũng nuốt bao nhiêu con cá và con tôm. Cho nên hồi xưa Quan Công á, ổng chặt đầu người ta, ổng bị người ta chặt đầu ổng rồi. Thì cái bữa nọ có một vị hòa thượng ngồi thiền thấy ổng cầm cái thanh đao mà không có đầu đi kiếm người ta trả thù. Ngài mới hỏi ông đi đâu? Nói con đi kiếm người thù của con để trả. Ngài mới hỏi thù gì ông trả? Nói thù chặt cái đầu của con. Ngài mới hỏi ông làm quan ông chặt bao nhiêu đầu? Nói dạ vô số. Ngài nói ông chặt vô số cái đầu, bây giờ đền có một cái đầu trả cái gì? Một câu khai thị đó ông ngộ. Cho nên ông làm già lắm. Nói giờ con không được tổ rồi, chỗ con đâu có ở. Được rồi, tôi sẽ ký tự cho. Cho nên Ngài mới nói quý thầy tạo cái tượng của Quan Công đem cho chùa thờ. Từ đó về sau trong chùa có cái tượng Quan Công gọi là các vị già lam thánh chúng. Tại sao những vị tu khi qua đời được xây tháp để thờ? Thì tại đệ tử thương. Còn như em không ai thương, biết đời em đi đâu. Thưa đại chúng, thật sự ra đó, thường là xây tháp đó, là mình xây cho các vị cao tăng. Bởi vì sao? Bởi vì khi các ngài còn sống, cái hạnh đức của các ngài đã làm nên cho một cuộc đời gì đó. Khi các ngài mất đi, thật ra các ngài không hề đòi hỏi. Nhưng đệ tử muốn làm một biểu tượng, một cái tháp đó, để người ta thấy cái tháp đó thì nhớ ngài và học hạnh của ngài. Giống như bây giờ chúng ta tạo một cái tượng Đức Quan Âm mà chúng ta xây tháp của Phật. Nhìn là Phật ở đâu thì lại nhớ tưởng Phật đến đó để nhớ cái hạnh đức. Ví dụ như bây giờ Phật Di Lặc á, thật sự ra cái tướng của Phật Di Lặc á không có phải bụng bự vậy rồi ngầu cười ta toét vậy đâu. Phật Di Lặc không phải tướng đó. Nhưng mà tại vì người Trung Hoa đó, họ lấy cái biểu tượng của Ngài Bố Đại Hòa Thượng, họ đồng hóa với Phật Di Lặc, rồi họ tạo cái tượng của Hòa Thượng Bố Đại ra họ thờ. Rồi bây giờ mình nhìn cái tượng đó mình kêu là Phật Di Lặc. Nếu mà Phật Di Lặc mà ngài ở trên mà ngài nhìn xuống mà ngài nói trời ơi, tôi đâu có xấu dữ vậy. Tôi đâu có bụng, tôi đâu có dữ vậy. Nhưng mà bởi vì cái thời ở bên đời, ở bên Trung Quốc á, nó có một cái thời đại là có một vị hòa thượng tên là Bố Đại Hòa Thượng. Mà thật sự tên ông không phải là Bố Đại. Nhưng mà bởi vì cái thường cái tướng ông là cầm một cái túi vải to, thì người ta ổng gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng. Rồi ngài đi tới đâu ngài cũng cho người ta bánh kẹo gì đó. Rồi khi ngài trước khi ngài mất á, ngài mới ngồi trên cái tảng đá, ngài để vào một bài kệ: tôi đây là Di Lặc hóa thân, thường xuất hiện trước mặt người đời mà người đời không biết tôi là ai. Khi ngài mất đi rồi người ta mới nói ô, thì ra là Hòa Thượng này là ứng thân của ngài Di Lặc.
từ đó mới tạo cái tượng Di Lặc bằng cái hình tướng hòa thượng đó thờ, chứ Phật Di Lặc đâu phải tướng đó. Cũng giống như bây giờ mình tạo cái tượng Đức Phật nằm niết bàn ngày nghỉ đó, khi Đức, cái đó là trạng thái của Đức Phật khi mà Đức Phật nằm nghỉ ngơi. Bây giờ mình tạo lên để biểu tượng rằng à đây là cái dáng, cái tướng của Đức Thế Tôn khi ngày nằm. Thì bây giờ cái xây tháp của mình thủy chung Phật cũng không hề biểu mình tạo cái tượng gì của ngài đó, không có Phật Bồ Tát nào biểu tạo gì hết, mình tạo để mình kính ngưỡng, mình học hành thôi. Bây giờ các cái tháp của chư vị hòa thượng, bản thân các ngài không đòi hỏi gì hết, nhưng mà chúng ta là người sao, mỗi một vị biểu tượng một đức hạnh thì chúng ta xây lên để nhìn cái biểu tướng đó mà nhớ hạnh. Như hôm rồi Pháp Hoàng có nói Đức Phật có năm biểu tướng, bây giờ quý vị thấy ngài cái đó ở đâu là biết là biểu tướng của Phật. Thứ nhất cây bồ đề, thứ hai là cái tháp, thứ ba là hoa sen, thứ tư là bánh xe pháp, cái bánh xe điển pháp, thứ năm là tượng Phật. Đó, năm cái đó là năm biểu tướng của Phật. Ví dụ mình đi đến một cái chỗ nào đó thấy một cây bồ đề, dù không có tượng Phật gì nhưng mà đây là biểu tượng cho Phật, đó là biểu tướng của Phật. Hôm rồi Pháp Hòa đi Hàn Quốc, thì bên Hàn Quốc thì đa số là chùa Phật có râu, ở bên bên Nhật Bổn cũng vậy. Thì các vị mới đặt câu hỏi là tại sao Phật có râu, thì Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện đó, biểu tướng râu bát tự trên tượng Phật. Cái râu đó gọi là râu bát tự, mà cái đó không phải là tự nhiên mình làm, mà nó có cái lý do từ cái thời đại nào. Vì những tượng Phật nó đi qua những cái thời đại. Quý vị nghe cái bài đó rồi quý vị. Thôi thì bây giờ được chưa? Biết chắc ăn hay chắc chết. Đem về ông nghe à, không chịu chết chắc à. Thôi thưa đại chúng là sáng hôm nay mình cũng cố gắng dành một giờ đồng hồ để trả lời một số câu hỏi. Tuy nhiên cũng còn mình sót lại một vài câu, nhưng mà hết giờ rồi. Thì thôi Pháp Hòa xin hẹn những câu này ở một dịp khác. Ngày hôm qua bên chùa Pháp Quang cũng còn sót lại một vài câu hỏi, Pháp Hòa sẽ giữ những câu hỏi đó để trong những cái bài nói chuyện tới. Hy vọng để chúng sẽ được nghe rồi. Dĩ nhiên là những câu trả lời Pháp Hòa chắc có lẽ cũng không giải tỏa được bao nhiêu điều cho quý vị đâu. Nhưng mà vì thôi hỏi thì phải nói, thì quý vị có thể là có một chút gì đó để cho mình có một khái niệm để mình mở thêm bằng cái tuệ giác của mình. Thì có điều gì sơ sót thì mong đại chúng lượng thứ cho. Hay như là Phật, bây giờ chúng ta sẽ... Thưa đại chúng, chương trình của chúng ta là sau khi chúng ta hết giờ ở đây thì quý vị giải lao chút ít rồi chuẩn bị đất đi. Và xin hôm nay xin mời toàn thể đại chúng chúng ta tham dự buổi cơm trưa đông đủ. Vì sau buổi cơm trưa này chúng ta sẽ hồi hướng ở như thường lệ ở ngoài Đài Quán Âm. Và sau đó thì chúng ta đất đi lúc 2 giờ. Trở vào chánh điện để chúng ta làm lễ bế mạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con muốn biết pháp danh của quý thầy có trùng tên không? Trời đất ơi. Hỏi cái này chắc chắc muốn đặt con Pháp Hòa quá. You want to name your son Pháp Hòa, right? Có một cái chú Phật tử, chú viết cho vào một cái thơ rất là dễ thương. Thưa thầy, vợ chồng tôi rất là thương quý thầy. Mặc dù lớn tuổi rồi mà bây giờ mới được có đứa con. Mà tôi thương thầy quá mà tôi sắp sửa sanh con gái. Xin lỗi thầy, không biết thầy có cho tôi dùng tên thầy để đặt cái đứa con gái tôi không? Trời ơi, mà bữa nào gặp đứa con Pháp Hòa đâu rồi? Đặt tên để dễ chửi chứ có gì đâu.
Thưa đại chúng, cái vấn đề đặt tên thì làm sao mà không trùng được, bắt buộc là phải trùng thôi. Như có một lần Pháp Hòa tra chữ Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới biết được là trong sử có những vị cao tăng ở Trung Quốc tên Pháp Hòa. Cho nên tất cả mọi cái pháp danh của mình nó đều có trùng hết. Nhưng mà như thế này, bởi vì cái truyền thống Á Đông của chúng ta là sợ phạm húy. Pháp Hòa ví dụ, Đức Quán Thế Âm là cái nguyên âm và chúng ta phát âm tên của Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi tới đời nhà Đường, tới cái danh hiệu tới thời nhà Đường, thì chữ Quán Thế Âm bỏ đi một chữ giữa là bỏ chữ Thế, chỉ còn gọi là Quán Âm. Bởi vì lúc đó là trùng tên với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là cao tổ khai sáng nhà Đường, mà ông tên là Lý Thế Dân mà gọi Quán Thế Âm là trùng với chữ Thế. Cho nên lúc thời nhà Đường bỏ chữ Thế để gọi hai chữ Quán Âm thôi. Đó là Pháp Hòa nói vậy để đại chúng biết cái lịch sử nào, nguyên do nào mà giờ chúng ta hay gọi Quán Âm mà không gọi là Quán Thế Âm. Cái họ Hoàng á là họ Nguyên Thủy, ở ngoài Bắc dùng họ Hoàng. Đến khi mà đi dài về tới Huế thì trùng húy với một vị vua thời đó, Nguyễn Hoàng. Cho nên chữ Hoàng liền thành chữ Huỳnh. Cho nên bây giờ họ Hoàng với họ Huỳnh là cùng một họ. Nhưng mà ở khu vực nào, ở địa phương nào được gọi là Hoàng và được gọi là Huỳnh thế thôi. Và cũng nhiều khi, cho nên á, rồi bây giờ Pháp Hòa nói vấn đề đặt pháp danh cũng vậy. Thí dụ mình đặt pháp danh cho Phật tử thì mình sẽ lựa những cái tên nào mà những vị tôn đức nào mà đừng có cận đại của mình quá. Những vị xa xưa mình không biết thì thôi, cái đó không nói. Còn những vị gần với mình quá thì mình nên không nên đặt. Thí dụ những Phật tử pháp danh là Thiện Hòa, Thiện Hoa, chúng ta không nên dùng. Bởi vì hai vị tổ mà gần của Phật giáo Việt Nam mình nhất là Hòa Thượng Thiện Hoa. Và Hòa Thượng Thiện Hoa là, mà hai vị là hai vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam cận đại của mình. Mà mình biết như vậy mà mình nên tránh thì nó vẫn hay hơn. Đó là cái thật sự ra mình có trùng cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng mà mình theo cái văn hóa truyền thống của mình là mình tỏ lòng tôn kính. Có một hôm á, có một chú Phật tử lên nhờ Pháp Hòa tổ chức làm lễ đám cưới cho con gái chú. Pháp Hòa nhận lời xong thì Pháp Hòa mới nói chú hoan hỷ cho xin tên con gái và người con rể. Chú đọc tên con rể, con gái chú xong, cái tới hồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ rể chú tên gì, chú nói dạ con quên. Cái Pháp Hòa nói ông bụng nó, ủa ông này ngộ, tên rể mà quên. Lát nữa ông đi ra, ông ra ngoài ông nói hồi nãy thầy ông hỏi tôi rể ông tên gì mà tôi ngại quá tôi không dám nói, tại rể tôi tên Hòa. Tôi ngại tôi không dám nói tại rể tôi tên Hòa. Cái Pháp Hòa mới nói mô Phật, mai là chú còn nhớ chứ thôi nó Pháp Hòa cái chết. Thì cái vấn đề là, cái vấn đề là tên là chắc chắn sẽ trùng, ngay cả tên Phật tử pháp danh. Và thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy nè, pháp danh là gì? Là cái danh, danh là cái tên đó, cái tên để chúng ta ứng dụng đúng pháp. Tên Phật pháp mà. Ví dụ như bây giờ có một Phật tử pháp danh là Như Thật. Như Thật có nghĩa là hãy sống với cái chân thật như như, cái chân thật tuyệt đối đó. Thì như lãi rồi, vì chân thật là gì? Cuộc đời này thay đổi thì cái tâm mình cứ chân thật. Hay là Phật tử kia tên là Diệu Hiền, Diệu Tâm gì đó. Tức là cái tâm của mình vi diệu, sống với tâm Phật pháp. Cho nên tất cả, ví dụ tên Pháp Hòa, pháp là phương pháp, hòa là hòa thuận, con đường hòa thuận,
hay là phương pháp để hòa thuận cứ pháp hóa. Hồi nãy có anh chị đổi tên mình chứ, chị gặp chị nói thầy tên phát quà phải không? Vậy thầy bữa nay thầy tới đây thầy có quà gì để phát không? Phát quà nói dạ không, bữa nay em đổi tên là thâu không à? Thâu quà chứ không có phát. Xin thầy hoan hỷ chỉ cho nhà của con từ ngoài cửa bước vào là phòng để con thờ Phật và cửu huyền. Nhưng trên lầu ngay phòng thờ là phòng của con gái con. Vậy như vậy con của con có bị tội không? Vì có vài người nói không được nên con cũng hoang mang. Thưa đại chúng, cái vấn đề thờ Phật là tự tâm mình phát nguyện. Thờ Phật theo đúng nghĩa của nhà Phật có nghĩa là chúng ta kính trọng một bức hình của Đức Phật. Thứ nhất là để nhớ ơn Đức Phật. Thứ hai là để tưởng niệm công hạnh của Phật. Pháp Hòa ví dụ như chúng ta tưởng nhớ cái ơn của Thiền Sư Vạn Hạnh đã giúp cho vua nhà Lý Công Uẩn làm nên một thời đại. Và chính Vạn Hạnh Thiền Sư là người đã khuyên vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ. Thì nói chung là vì nhớ ơn của các vị có công với đất nước, nói chung trong xã hội đất nước, cho nên chúng ta thường tạo hình, tạo tượng của các vị để chúng ta tưởng nhớ cái công hạnh của các vị mà chúng ta noi theo. Đức Phật cũng thế, chúng ta nhớ ơn Phật và nguyện học theo cái hạnh Phật, cho nên chúng ta tạo những hình ảnh của Phật để chúng ta thờ. Thì bây giờ nếu là thờ thì chúng ta cũng lựa ở trong nhà mình chỗ nào mà khả dĩ nhất thì mình thờ. Tuy nhiên để tỏ lòng tôn kính, chúng ta không đem Phật lên để đầu tủ lạnh, hay là đem để trong những cái phòng máng áo. Nhiều khi cái closet máng áo á, ở trên nó có cái bệ rồi ở dưới này mình móc áo, rồi mình đem Phật mình để trên đó, rồi ở dưới này móc áo, ban ngày mình khép lại, ban đêm về mở ra. Thật ra Phật chẳng buồn, chẳng phiền gì những chuyện đó hết. Nhưng mà tâm của mình hơi không có an là bởi vì chúng ta kính mà chúng ta chưa làm được những gì trọn vẹn lòng mình. Thì thôi bây giờ quý vị tìm cái chỗ nào thờ Phật nhỏ nhỏ cũng được, nhưng mà trọn lòng mình tôn kính. Còn thờ Phật ở trên lầu mà có một cái phòng ngủ của nữ hay là của vợ chồng, chúng ta nên tránh. Bởi vì thật sự ra mình ở trên đó mình cũng tự cảm thấy mình không yên thôi, chứ Phật không có buồn gì dưới này hết á, phải không? Nhưng mà tự mình không có thấy thoải mái khi ở trên lầu mình ở, rồi mình đi đứng, mình có những cái sinh hoạt thường nhật của mình, thì nó không được tôn kính đối với Phật thôi. Thì vậy nên quý vị tìm cái chỗ nào khá khá hơn ở trong nhà mình để mình thờ vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình thờ Phật xoay bên hông cũng không nhất thiết xoay rửa chánh. Có nhiều khi mình quan niệm là phải sờ ngay cửa chánh để Phật xoay ra cửa, nhưng mà bước vô thì lại ngay cái cầu thang, rồi mình lại treo cái bàn Phật lủng lẳng ở dưới cầu thang, miễn sao xoay ra đường thôi cũng được. Phải nhìn coi nó cũng không được. Nói chung là mình tìm một cái chỗ nào đó mình thờ một tượng cũng được à, mà mình thờ. Mà nếu như trường hợp không có chỗ nào để thờ hết, không cần lập bàn thờ, có một bức hình của Phật treo lên ở trong phòng khách hay ở đâu đó, mình đi tới lui mình nhìn hình Phật để mình học cái hạnh của Phật cũng được. Không nhất thiết là phải có lư hương, có chân đèn, có hoa trái, không cần. Có thì chúng ta dụng, còn không có thì mình thờ như vậy cũng được, không có sao. Xin thầy giải thích thế nào là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Chữ thừa đó nghĩa là xe. Chủ thừa, chữ thừa nghĩa là xe. Mà xe thì có xe nhỏ, xe lớn. Xe lớn thì chở đông người, thí dụ như minivan chở 4 người, xe 4 cửa thì maximum là 5 người. Xe nào cũng là để phương tiện chở người, còn vấn đề nhỏ lớn thì tùy theo đó mà chở.
xe nhỏ không được chê xe lớn, hay là xe lớn không được cười xe nhỏ. Ở đây chữ thừa nghĩa là cổ xe. Thời gian gần đây chúng ta thường nói rằng không nên dùng hai danh từ tiểu thừa và đại thừa, có thể tạo ra hiểu lầm là chê khen ở trong cái vấn đề này. Thế nào là tiểu thừa hay là nguyên thủy? Nói đúng ra là nguyên thủy đó. Bởi vì khi mà thời của Phật, Đức Phật không có chia phe, chia tông, chia phái gì hết á. Chỉ là một tăng đoàn. Nhưng sau đó quý thầy ngồi lại với nhau và quý thầy nói rằng thời buổi sau này con người càng văn minh tiến bộ, chúng ta cần phải phát triển hội nhập với thời đại để chúng ta đi gần, đi sát với quần chúng chúng ta hướng dẫn. Có một số quý vị không đồng tình, thì ai không đồng tình thì giữ nguyên cái thời Phật thì chúng ta gọi là nguyên thủy, mà bây giờ hồi xưa gọi là tiểu thừa đó. Tiểu thừa còn có một danh từ nữa là nguyên thủy. Và cái chư vị này đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên còn có một danh từ nữa gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền. Rồi các vị đi về phía bắc thì gọi là Bắc Truyền. Mà các vị này là phát triển, tức là hội nhập theo thời đại, cho nên chúng ta gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà dù là Đại Thừa vẫn phải học những cái tiểu thừa nguyên thủy. Chúng ta phải học cái nguyên thủy, phải học cái gốc để chúng ta có thể phát triển, giảng diễn cho nó rộng lớn nữa để nó đi gần quần chúng. Giống như ở đây quý vị thấy quý thầy giảng, quý thầy gần quần chúng, tức là quần chúng thích những cái gì thì mình sẽ đáp ứng mà đưa người ta trở về. Thí dụ quý vị thích hát vui và thoải mái và về không có buồn ngủ thì các vị người ta cũng sẽ hát để người ta hát. Cho nên là hát là để giúp cho mình tỉnh táo một chút, nhưng mà cái đó là phương tiện làm sao hội nhập được. Cho nên thí dụ như bây giờ mình ăn chay, đúng ra là ăn chay nghĩa là mình ăn trai. Ăn chay là ăn món ăn trong sạch tinh khiết, mình nói riết nó chạy chữ thành ăn chay. Chứ đúng nghĩa, đúng cái chữ mình dùng là ăn trai, TR. Ăn trai là ăn rau, ăn những cái món ăn tinh khiết. Nhưng bởi vì có những người, người ta chưa có quen, bắt người ta ăn đậu hũ, nước tương kho, rau luộc ta không nói, thì bây giờ buộc lòng phải làm cái gì? Tôm hùm, cá kho, thí dụ vậy. Nhưng bây giờ tất cả các cái món ăn đó cũng phải biến chế từ đậu hũ, từ mì căn, mà bây giờ mình đặt ra những cái tên rất là Phật. Chẳng hạn như mình đặt gỏi Bát Bủ Phật Đài, canh Nam Hải Quan Âm, cơm Hương Tích. Cái tao hỏi Hương Tích là cái gì vậy? Cái buộc lòng mình phải nói đại khái nó ná ná như cơm Dương Châu. Thì bây giờ nói đại cái chữ đó ra, mục đích là người ta, tại vì người ta có đồ ăn mặn ta qua rồi, bây giờ mình nói món chay đó thì người ta có khái niệm, ta muốn vậy. Hiểu như vậy cái tự nhiên mình không có phiền muộn gì nữa. Quý vị nào có dịp nghe cái bài nói chuyện Pháp Hòa ở bên ở Phila bên Mỹ, cái bài là Tạp Thoại, thì Pháp Hòa có nói một chút xíu về cái vấn đề này để quý vị hiểu thêm nữa. Ở đây mình không có thời gian thì chúng ta phải chỉ nói gọn. Nói chung không có vấn đề gọi là tiểu thừa đại thừa để rồi chê khen lẫn nhau, không có ý đó. Mà chỉ có cái ý là ai có thể chở được nhiều mà thôi, hay là chở đủ cái xe của mình. Bây giờ để tránh trường hợp hiểu lầm thì chúng ta gọi là Nam Truyền và Bắc Truyền, còn không là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Vậy thôi. Thí dụ ngày xưa các thầy phải quấn y, nhưng mà bây giờ quý Phật giáo truyền tới Trung Quốc, Việt Nam thì cái quấn y nó không hợp nữa, thì lại phát triển thành cái áo tràng màu nâu để mặc đi đường cho nó gọn. Hồi xưa mình mặc cái xà rông một ống đi làm việc nó khó, bây giờ đi thành xà rông hai ống. Cũng là cái xà rông đó thôi, nhưng mà hai ống đi đứng cho nó dễ. Vậy đó, chứ không có gì lạ. Xin Thầy cho con hỏi, trong khi con ngồi tụng kinh, con mời Cửu Huyền về cùng đọc chung với con có được không?
Dạ cái này thì cái lòng thành của mình, muốn mời thì cứ mời, còn các vị có về không là quyền của các vị. Phải không? Tâm thành mình cứ mời thôi chứ. Cũng giống như có người ta quan niệm, ta nói đi tụng kinh đám tang á, đi hộ niệm đám tang á, đi xong ở trong nhà hoàng rồi á, ra xe xong á, lên xe đóng cửa lại, lái xe ra công viên, đừng có đi về thẳng ở nhà, tại ma nó theo mình về nhà. Rồi mình đi tới công viên á, cái mình mở cửa mình mời ma xuống. Rồi bữa hôm á có một câu hỏi hỏi Pháp Hòa vậy đó, thầy ơi con đậu xe vô công viên, con mời ma xuống. Pháp Hòa đó thí dụ mà có lòng mời họ không xuống làm gì họ. Trời Phật ơi, mình làm giống như ma nó ngốc lắm vậy đó. Họ mà muốn theo mình rồi ở đâu họ cũng theo được. Nhưng mà không có việc đó đâu, không hề có chuyện đó, mình không cần phải làm chuyện đó, không cần phải đi tụng hộ niệm đám tang rồi mình đi đi tới công viên mình ngừng lại. Nếu mà mình bỏ công viên á, người ta sẽ có cái bài hát công viên buồn à. Không, thôi bây giờ mình đưa ma vô chùa. Thưa không hề có những chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Quý vị đi hộ niệm là cứ đi hộ niệm, đó là tâm thành của mình, muốn trợ duyên cho một người mất, thứ nhất. Thứ hai là chia sẻ với người sống, an ủi người sống khi họ mất một người thân, giữ cái tình của mình với người đi kẻ ở, đem cái tâm thành của mình để trợ lực cho người mất, cũng như chuyển đổi cái tâm của người sống là tốt rồi. Công đức vô lượng, không có ma cỏ nào theo mình. Mình tới mình tụng cho người ta mừng vui không hết chứ mắc gì theo mình. Mà làm như là ai cũng theo mình vậy. Không bao giờ có chuyện. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con tịnh tâm và quán chiếu. Theo như con hiểu từ lời dạy của quý thầy là khi mình tịnh tâm thì mình tập đếm hơi thở và không để cho tâm mình chạy loạn. Khi mình quán chiếu thì mình phải suy nghĩ trong một ngày đó mình phải làm và khởi lên những niệm xấu tốt gì để sửa đổi. Xin thầy dạy cho kem con cách quán chiếu. Đẩy cái câu hỏi là mình đếm hơi thở để mình trụ tâm, nhưng mà khi mình quán chiếu tức là mình phải suy nghĩ. Vậy thì làm sao trụ? Thưa đại chúng, khi mình có một việc gì cần lo, cần suy nghĩ thì mình suy nghĩ trong cái phạm vi câu chuyện đó để nó có thể có phương pháp giải quyết vấn đề. Cái điều này đúng chứ không có gì sai. Không có phải là thí dụ như bây giờ mình nói rằng mình được lãnh cái trách nhiệm là phải tổ chức trang trí trong cái ho này, thì mình phải đi vô trong cái ho này, mình đứng mình quán sát ho này rộng hẹp như thế nào, cao thấp như thế nào và có bao nhiêu chỗ, thì mình sẽ nghĩ ra rằng chỗ này mình treo cái gì, chỗ này mình để cái chi. Thì trong cái phạm vi đó thôi, mặc dù mình có tâm mình có hướng về bức tường này, hướng về bức tường kia, nhưng nó vẫn ở trong phạm vi một đề mục để chúng ta quán chiếu, không có sao hết. Cho nên cái vấn đề quán chiếu tức là khi mà mình trải qua một ngày thì mình hãy quán chiếu lại ngày hôm nay mình sống như thế nào. Ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, mình đã làm được bao nhiêu cái điều tốt đẹp hay là những cái điều lỗi lầm trong một ngày mà chúng ta có, gọi là quán chiếu. Cho nên tại sao á mình có hai Đức Phật, một Đức Phật Dược Sư, một Đức Phật Di Đà. Đức Phật Dược Sư ở phương gì? Phương Đông. Mà Phật Di Đà ở phương gì? Phương Tây. Thì hai Đức Phật ở hai phương, mà phương Đông là mặt trời mọc, mà phương Tây là mặt trời lặn. Sống thì nương Phật Dược Sư, chết thì nương Phật Di Đà. Hay nói một cách khác, ban ngày tâm chúng ta sống với Phật Dược Sư, nhưng chiều về chúng ta trở về với sự tĩnh lặng của Di Đà để quán chiếu rằng ngày hôm nay chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên hai hình ảnh của hai Đức Phật không phải là để chết mới được Phật Di Đà đâu, mà Di Đà là tượng trưng cho sự tĩnh lặng.
Mà khi chiều về, tức là ý nói là hết một ngày, chúng ta suy nghĩ lại, ngẫm lại mình đã sống như thế nào trong một ngày đó. Cho nên Pháp Hòa có giảng một bài: một ngày hai việc thiện. Một ngày hai việc thiện là mình hãy quán chiếu, mình thấy mình sống, mình cần làm gì, và tối mình phải làm gì. Nếu hôm nay mình quán chiếu, mình thấy ngày hôm qua mình sống dở quá, mình dụng một ngày của mình chưa có hết, mình đã để cho buông trôi, thì ngày mai mình sống tốt hơn. Cho nên cái đó gọi là quán chiếu. Và thí dụ như kỳ này mình tổ chức một tổ chức, xong rồi mình ngồi lại mình quán chiếu là trong một quá trình tổ chức như vậy, mình đã vấp phải cái gì và mình đã học được cái gì. Cho nên cuộc sống của mình là cả một sự quán chiếu, để mình trở về mình học hỏi những cái gì đã qua. Cho nên cái gì mà đã qua rồi, cho dù nó có dở cũng chưa chắc là cái điều không tốt, bởi vì nó cơ hội giúp cho mình quán chiếu nhìn lại. Sau khi con quy y, con có cần mặc áo lam khi đi chùa hay không? Thầy chỉ thêm cho con sẽ không được phạm vào những điều gì. Con không đi chùa, con được đọc kinh chú Đại Bi và vãng sanh không? Thưa đại chúng, sự tu hành của mình nó không liên hệ, nó nghĩa là không phải nói vấn đề đi chùa không đi chùa. Khi mình quy y, tức là mình chính thức trở thành Phật tử, và để cho trang nghiêm thân tướng của một Phật tử, cho nên chúng ta đã tạo ra một chiếc áo gọi là áo tràng. Chữ tràng á nghĩa là áo dài, bởi vì phát âm từ chữ trường, áo trường đó. Áo trường hay là áo tràng là áo dài xuống. Tại sao phải là cái áo dài? Để nó che cái thân của mình. Nhiều khi mình lỡ mặc một bộ đồ nó không được kín, nó không được trang nghiêm, thì mình có cái áo tràng mình mặc vô để mình làm trang nghiêm pháp phục. Ý nghĩa thứ hai là khi mà chúng ta mỗi người áo xanh, áo đỏ, áo vàng, đủ màu, đủ sắc, đủ kiểu, đủ cách, nhưng khi chúng ta vào chùa rồi thì tất cả chúng ta là bình đẳng. Cho nên cái áo tràng là tượng mặc vô rồi, giàu nghèo ai cũng giống nhau, cũng chỉ là một cái áo tràng. Cái thứ hai, cái hình thức của chúng ta khi vào chùa tụng kinh, phần lớn là chúng ta không có ngồi ghế, chúng ta ngồi dưới đất. Vì ngồi dưới đất thì phải xếp bằng cái chân, cho nên đôi khi cái tướng mình ngồi nó không có đẹp, nó không kín. Cho nên nhờ cái vạt áo tràng nó che phủ cái thân mình lại, để khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta có vải, có áo, chúng ta che. Quý hiểu ý như vậy. Và đồng thời cái áo tràng còn tượng trưng cho cái giới mà chúng ta đã thọ. Bởi vì quý vị nhìn cái áo tràng xem, ở trước là hai vạt, thấy không? Hai vạt nối lại đó. Rồi ở bên trong có cái vạt ngắn ngắn là ba vạt. Ở ngoài sau thêm hai cái vạt nối nữa là năm vạt. Năm vạt là tượng trưng cho năm giới mà Phật tử chúng ta đã thọ. Hiểu ý không? Rồi cái cổ ở trên này nè, cái cổ trên này nè, cắt cho nó tròn chỉnh. Rồi ở bên trong lót một miếng vải vuông vuông, để nhắc nhở chúng ta là Phật tử sống cho vuông tròn. Như vậy thì cái áo tràng nó mang cái nghĩa. Vậy thì chúng ta có muốn mặc cũng được, mà không muốn mặc cũng chẳng sao. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái đạo lý, cái ý nghĩa rồi, thì chúng ta có mặc thì càng tốt. Tại vì mỗi lần mặc vào thì nó nhắc nhở mình. Thí dụ như quý thầy, mỗi lần mặc cái áo lên thì có bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Còn nếu như mình là Phật tử, mình mặc áo tràng rồi, mình mặc vô rồi, mình lấy cái tay mình gài cái nút, thì có bài kệ: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Bây giờ quý vị rồi, bây giờ quý vị, Pháp Hòa nói cái hình dáng áo tràng, ý nghĩa áo tràng, rồi bây giờ Pháp Hòa nói tới cái màu sắc của áo tràng. Màu áo tràng là màu lam. Màu lam là tượng trưng cho nhan khói, hiền hòa.
Cho nên nếu mình mặc, và mình mặc cái áo tràng này rồi thì phải nhẫn nhục. Tại vì ai mà mặc cái áo tràng này mà giận lên cột hai cái giạc lại đánh lộn không? Cho nên cái áo tràng nó thúc liễm mình. Cái áo tràng nó thúc liễm mình. Không lẽ bây giờ mặc cái bộ đồ vặt hò đi ra chợ trả giá? Cái này bán sao vậy? Cái ta nói 5 đồng bó tôi mua cho chùa. Bớt không? Thí dụ vậy. Mình mặc cái áo này rồi thì mình, cái cách sống của mình, cái hành xử của mình nó cũng nhẹ hơn, nó dễ thương hơn. Thế thì cái áo này là cái phương tiện nhắc nhở chúng ta, thúc liễm chúng ta. Thế thôi. Và mình mặc cũng được, mặc cũng sao. Rồi bây giờ nói đi chùa. Hôm qua, hôm trước, tuần trước Pháp Hòa định nghĩa chữ chùa rồi. Chùa là gì? Là cái nơi gần gũi người lành, lánh xa người xấu, gọi là chùa. Vậy thì khi một giây phút nào chúng ta đi chùa là giây phút đó chúng ta đang xa cái xấu, chúng ta gần cái thiện. Còn cái chuyện mình đi chùa là để làm chi? Để mình học hỏi, để mình nhẫn nhục, để mình hung đúc, để mình huân tập. Rồi mình bước ra ngoài, mình đối nhân xử thế tốt hơn. Cho nên trong 3 quá trình tu nhà, tu chợ, tu chùa, mình tu chùa là dung nạp cái thiện duyên, thiện căn, để rồi chúng ta trở về, chúng ta sống với chợ, với nhà nó dễ thương hơn. Chứ không có liên hệ vấn đề tụng kinh. Không ai bao giờ nói người không đi chùa không được tụng kinh. Mình đi chùa là mình cứ đi để hộ trì cho tam bảo. Nhưng mà bắt buộc ở nhà phải tụng kinh tu tập là điều cần làm. Ai đó không đi chùa nhưng ở nhà tụng kinh niệm Phật, tập tu vẫn phải làm. Bởi vì tu là trường thời tu, tu trường kỳ kháng chiến, tu quanh năm suốt tháng. Cho nên tu là chuyện rất đơn giản của mình, chứ không có chuyện gì phải ráng tu. Có ai nói, có ai người ta nói thôi ráng tu, tu làm gì phải ráng? Không có gì phải ráng hết á. Thí dụ như bây giờ nè, mới đầu á thì còn ráng, chứ thật sự khi mình thuần thục rồi đâu có gì phải ráng đâu. Cái chuyện tu là chuyện bình thường. Cũng giống như ngài Thái Tông dạy mình vậy đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mọi việc gì nó đến, tâm mình bình thản thì không cần phải nói thiền, mà mình đang sống trong thiền. Cho nên mình, quý vị cứ tụng kinh đi, đừng có sợ cái chuyện là đi chùa phải tụng kinh. Đi chùa phải tụng kinh, rồi không được tụng kinh không được đi chùa, hay là không ăn chay không được đi chùa, không ăn chay không được tụng kinh. Không phải chuyện đó. Xin thầy hoan hỷ giảng giải chuyện Đạt Ma Sư Tổ an tâm cho nhị tổ. Cái này là một câu chuyện giữa ngài Huệ Khả và ngài Đạt Ma Tổ Sư. Truyền thuyết kể rằng khi Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ qua Trung Quốc, ngài lên núi Tung Sơn, ngài ngồi thiền, xoay mặt vào trong vách 9 năm. Người ta không biết lúc đó Tổ Đạt Ma tên gì, chỉ biết ông thầy tu này từ Ấn Độ qua mà ngồi xoay mặt vào trong vách 9 năm như vậy. Cho nên người thời đó đặt Tổ Đạt Ma thời đó là Diện Bích Bà La Môn. Diện Bích Bà La Môn là ông Bà La Môn này ngồi xoay mặt vào trong vách. Lúc đó tiếng tâm của Tổ được vang ra thì có một người đi đến quỳ trước cái hang động của Tổ để cầu xin Tổ chỉ dạy. Sau một thời những cái câu chuyện đối đáp thử thách thì nhị Tổ, lúc đó Tổ Đạt Ma xoay ra hỏi cái vị đó. Vị đó cái thời đó tên là Thần Quang. Ông đến đây để làm gì? Ông muốn cầu cái gì? Nói dạ bạch thầy, tâm con không an,
xin Ngài an tâm cho con. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma nói được, ông hãy đem cái tâm không an ra đây, ta sẽ an cho. Thì bây giờ muốn tìm tâm bất an thì cái vị thần quan đó phải lắng tâm xuống, đi tìm tâm bất an. Mà khi tâm mà lắng xuống rồi thì có an không? An. Lúc đó tìm tâm bất an ra không? Không ra. Cho nên mới nói, dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không có ra. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới trả lời, vậy thì tôi đã an tâm cho ông rồi. Như vậy thưa đại chúng, cái tâm an và bất an từ đâu ra? Có phải Thượng Đế cho mình an không? Có phải Phật cho mình an không? Không phải, cũng cái đó thôi. Nếu tâm mình an thì ở đâu mình cũng an được hết. An vui nơi này, an khắp mọi phương, tình thương sẽ trải dài sự sống. Tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi nhìn xa, lòng tôi thảnh thơi. Bởi vì mình thấy rất rõ, mình thấy rất rõ là nếu mà tâm bất an ở đâu cũng sẽ không an. Mà Đức Phật xác định trong Kinh Pháp Hoa, tam giới bất an do như hỏa trạch. Đời này là ở trong ba cõi, mà ba cõi này như nhà lửa. Ông Tô Đông Pha đó, ông có 7 bà vợ. Thì một hôm mà Ngài Tô Đông Pha, Ngài Phật Ấn đến nhà của Phật Ấn chơi, cô ông Tô Đông Pha chơi. Thì Ngài Phật Ấn mới thắp lên 7 cái lò lửa. Ngài Phật Ấn cả đêm cứ nhảy qua lò lửa 1, nhảy 2, nhảy 3, mà cứ cả đêm nhảy 7 qua lại cái 7 cái lò lửa đó. Cái thì ông Tô Đông Pha bước vô ông thấy, ông nói Ngài đang làm gì vậy? Ngài không sợ lửa nóng sao? Thì Ngài Phật Ấn mới nói, tôi thấy ông có 7 cái lò còn nóng hơn tôi. Thì câu nói vậy thôi thì Ngài, ông Tô Đông Pha tỉnh ngộ. Thì thưa đại chúng, cái vấn đề ở đây á, chúng ta thường nói là tu tâm. Vậy thì khi mình tu tâm, tức là mình biết nhìn lại cái tâm mình nó đang hiện hành như thế nào để chúng ta tu nó. Người nào mà nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không ăn chay, tôi tu tâm, biết tâm mình ra làm sao tu. Nếu muốn tu tâm thì phải biết tâm mình ngắn, dài, mập, ốm để mà tu. Nếu mình không biết tâm mình là tham, là sân, là mạng, là nghi, đủ thứ hết làm sao tu. Cho nên muốn tu tâm thì phải rõ tâm mình là gì để mà tu.